Kính thưa quý ông bà, anh chị em, người ta cứ tưởng là Chúa thì chẳng cần phải làm việc, tuy nhiên hàng ngày Ngài cứ làm việc lại là có sẵn của anh. Không phải, Chúa Giêsu khi xuống thế gian đã làm việc không ngừng. Ngài lao động để nâng cao giá trị của công ăn việc làm. Người nói rằng Chúa Cha làm việc thì Chúa Con cũng làm việc không ngừng. Ngày mùng 3 Tết hôm nay, ngày mà giáo hội dành riêng và mời gọi con cái mình để cầu nguyện xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Bởi vì chúng ta ý thức rằng là bởi chúng ta, nhưng ban do bởi Thiên Chúa. Giáo hội luôn mời gọi chúng ta hãy nhìn lên Thiên Chúa. Ngài đã miệt mài tạo dựng vũ trụ này, tạo nên con người trong 6 ngày, và Ngài chỉ dành ngày thứ bảy để nghỉ ngơi. Giáo hội cũng khích lệ chúng ta hãy xem gương lao động của gia đình Nazareth để noi gương bắt chước. Bắt chước Thánh Giuse, người cha cẩn mẫn, bắt chước mẹ Maria, một người phụ nữ đảm đang hiền hậu chăm sóc trong gia đình, và noi gương Chúa Giêsu, cho dẫu là ngôi hai Thiên Chúa, nhưng Ngài đã nhập thể làm người và Ngài đã lao động như bao nhiêu người khác. Người là một người con hiếu thảo để tận tụy cẩn mẫn cùng làm việc trong gia đình. Thánh Phaolô cũng đã nói cho chúng ta một câu thật chí lý. Ngài dạy chúng ta và người gọi mọi người phải lao động, không làm gì được có ăn. Thưa cộng đoàn, thật là chí định chí lý khi ca nhập lễ chúng ta nghe khi nãy được hát lên: bao lâu trái đất này còn gieo còn cặn, còn vun còn trồng, bốn mùa xuân hạ thu đông, ngày đêm thời tiết không ngừng phiền. Và Thánh Vịnh 64 cũng viết: bốn mùa Chúa đổ bổng ân, ngày gieo bỏ bờ đất tràn rồi đi. Quy chiếu ba bài đọc trong thánh lễ thánh hóa công ăn việc làm hôm nay, giáo hội cho thấy lời Chúa xoay quanh việc lao động. Cả ba bài đọc đều nêu cao giá trị của công ăn việc làm, của sự lao động sản xuất. Bài đọc thứ nhất, đoạn sách Sáng Thế cho chúng ta thấy rằng Chúa dạy con người về trồng trọt, nghĩa là làm việc để tạo ra lương thực có của nuôi sống thân xác. Thiên Chúa muốn con người góp tay cai quản vũ trụ và tốt đẹp vũ trụ này cho sinh cơ, công trình của Chúa theo ý của Thiên Chúa. Và đặc biệt bài Tin Mừng là một bài học lớn về sự lao động. Con người sẽ không có lợi nhuận nếu làm việc, không chịu đầu tư kiếm lời, nhưng người đã nhận một nén bạc mà đem chôn. Lao động đòi hỏi sự cố gắng và óc sáng tạo, bởi không thể có thành công mà không phải đổ mồ hôi, không phải cố gắng. Mỗi người chúng ta, cũng như là những người đầy tớ trong bài Tin Mừng, được Chúa trao cho chúng ta những nén bạc, nén vàng khác nhau. Đấy là thời gian, là sức khỏe, là trí khôn, là điều kiện cuộc sống, là công ăn việc làm. Chúng ta có làm cho những nén vàng mà chúng ta đã lãnh nhận từ Thiên Chúa ấy để sinh lời cho cuộc sống trần gian này, cũng như sinh lời cho sự sống đời đời mà chúng ban cho chúng ta hay không? Mọi người, mọi dân tộc đều phải lao động, đều phải làm việc mới có của để ăn. Việt Nam chúng ta cũng có câu ca dao tổ ngữ thật chí lý: giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày. Lao động trong ngôn ngữ của ứng dân đó là góp tay xây dựng thế giới do Chúa tạo thành. Chính Chúa Giêsu đã từng tuyên bố: cha ta hằng làm việc thì ta cũng làm việc mọi ngày. Lao động theo cái nhìn Kitô giáo là bài ca tình yêu, là lời cảm tạ tri ân không ngừng, bởi Thiên Chúa đã không ngừng sáng tạo vũ trụ này, và Chúa Giêsu cũng đã lao động đến tỉ. Ngài làm việc không ngơi nghỉ, nhưng
những thành tích đã từng tuổi, và đó là gương mẫu tốt lành cho đời sống Kinh Tô giáo chúng ta, thưa anh chị em. Đức Kitô khi sống với cha mẹ của Ngài 30 năm ở làng quê Nazareth, Ngài đã cùng cha mẹ là Thánh Giuse và mẹ Maria làm việc không ngừng. Rồi Ngài trong đời khi ra khỏi đời sống ẩn dật 30 năm, Ngài tiếp tục công việc lao động, đi trên những con đường để rao giảng tin mừng, loan báo tin mừng nước Thiên Chúa không mỏi mệt, miễn làm sao để tin mừng của Thiên Chúa được loan báo và mọi người được cập nhật hơn đủ độ. Ngài đã làm cho việc làm có giá trị cao cả. Con Thiên Chúa đã làm người cũng đã yêu thương lao động cho mỗi người chúng ta. Do đó, con người thế hệ này qua thế hệ khác vẫn luôn phải làm việc, luôn phải lao động để có phần xây dựng thế giới tôn điểm vũ trụ mà Chúa đã dựng nên. Kinh tiệt tụng trong thánh lễ Thánh Hóa Công An Việc Làm nay đã nói cho chúng ta, chính Chúa Cha đã tạo dựng con người giống hình ảnh Cha và giao trách nhiệm trong con cái đất. Cha còn sai con bột sẵn trần để chia sẻ thân phận người lao động và thực hiện chương trình cứu độ quân dân. Quả vậy, người đã bắt chước Cha hoạt động không ngừng, nêu gương cho chúng con biết chứ cần làm việc, không những để nhau cơm ấm áo và có phần xây dựng xã hội loài người, mà còn để làm nàng danh Cha và mở rộng nước trời ngay tại trần thế. Về thưa quý ông bà, anh chị em, ngày mùng 3 Tết hôm nay, chúng ta họp nhau ngay đây để dâng hiến lễ, xin Chúa Thánh Hóa Công An Việc Làm của quý ông bà, anh chị em, để mọi người chúng ta hãy ý thức rằng không có Chúa thì chúng ta chẳng làm được việc gì cả. Và để mọi người Kitô hữu xác tin Chúa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Con người có nhiều sự phóng, có nhiều chương trình, có nhiều kế hoạch khác nhau, có nhiều việc làm, nhưng nếu Chúa không ban trí khôn, ban sức khỏe thì chúng ta cũng chẳng thành công được, chúng ta cũng chẳng làm được gì cả. Con người phải theo kế hoạch của Chúa, đó là phải luôn làm việc để tạo ra của cải, nhưng làm ra của cải vật chất. Không chỉ thế mà còn phải biết chia sẻ bố thí với những người túng thiếu, nghèo nàn, bất hạnh. Của cải sẽ mang ý nghĩa cao vời, ý nghĩa cứu rỗi. Ngày hôm nay, xin Chúa Thánh Hóa Công An Việc Làm của quý ông bà anh chị em, để mọi lời nói, công việc, cuộc sống của mỗi người chúng ta được Chúa nâng đỡ, chở che, đồng hành và chúc phúc cho chúng ta, nhất là trong dịp năm mới này và suốt năm nay. Lạy Chúa, Chúa đã muốn chúng con người phải lao động để làm chủ thiên nhiên. Xin cho chúng con được thấm nhuần khi Tô giáo để công an việc làm của chúng con trong năm mới này nêu cao tình tương thân tương ái và góp phần xây dựng thế giới trong chương trình sáng tạo của Chúa. Amen.